Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 14 tháng 11 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế Minh Quốc Đào Chim. Bộ này có kích thước là tay 12 và bao gồm 6 món. Và chất liệu gỗ chúng tôi sử dụng là chất liệu gỗ hương đá. Thì đây là tổng thể hình ảnh của bộ sản phẩm đây. Tôi sẽ quay để giới thiệu chi tiết đến quý vị. Đi vào đường nét chi tiết thì tôi sẽ quay chiếc ghế dài. Chiếc đoạn dài này thì là đó. Chiếc ghế dài được làm là yếm vén cong, vén hoa lá tây và yếm cong, rất là giá trị. Chân chạm đầu lân chân móng và mặt ghế là liền tấm. Vách ghế dày 3 phân cũng như là phần vai này thì được chạm theo mẫu đào chim, rất sắc nét. Toàn bộ đường nét của chiếc ghế này thì quý vị thấy như phần cột rồi thì phần tay này được chúng tôi làm theo dáng cong rất là đẹp. Bên này là chia hai chiếc ghế nhỏ, hai chiếc ghế nhỏ này thì là phần gỗ là cũng đều là rất là đẹp, vân veo như là đều màu, khá là đều màu. Đây, tôi quay chi tiết cho quý vị thấy, đây là phần trương ghế nhá. Đó, vách ghế là khá là dày, vách ghế dày 3 phân. Đây, phần tay này cũng vì thế này, rất dày nhá, hàng dày dặn chắc chắn. Còn đường nét đục chạm chi tiết thì là rất là sắc nét. Gỗ làm thì là đều màu. Đây là một bộ bàn ghế khá là đẹp. Đó là hai chiếc ghế dài, hai chiếc ghế nhỏ. Còn đây là phần bàn, thì phần bàn này được chúng tôi làm là bàn có một tầng cổ và cùng có hai ngăn kéo, thì hiện tại chúng tôi vẫn chưa để ngăn kéo vào. Và mặt bàn là cũng liền một tấm. Đó, phần gỗ bàn này quý vị thấy được vân đây rất là đẹp. Ngoài ra còn một chiếc đôn trà nhỏ nữa và một chiếc đôn ngồi. Đó là tôi đã giới thiệu chi tiết của bộ ghế rồi. Đó, tôi quay ra một lần nữa tổng thể của bộ ghế cho quý vị có thể xem và chiêm ngưỡng được cái tổng quan của bộ ghế khi chúng ta kê vào phòng khách. Quay một vài góc nghiêng để cho quý vị thấy được. Thì bộ sản phẩm này thì được chúng tôi hoàn thiện tại xưởng đồ gỗ Tùng 8. Chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Ngoài ra tôi sẽ để hình ảnh chi tiết của bộ ghế này bên phần dưới mô tả video tại website đồ gỗ tùng 8.com, để mọi người có thể xem được chi tiết hình ảnh của sản phẩm. Đó, rất là đẹp. Chất liệu gỗ hương đá thì hiện nay được khách hàng sử dụng rất là nhiều, bởi vì vân gỗ tự nhiên cũng như là chất gỗ rất đảm bảo và có giá trị. Ngoài ra thì chúng tôi còn có những mẫu bàn ghế khác, thì quý vị có thể truy cập vào website đồ gỗ tùng 8.com để có thể xem thêm được những cái sản phẩm khác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cập nhật mới hàng ngày từng sản phẩm và ở tại kênh YouTube Đồ Gỗ Tùng 8. Rồi, xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết video này nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.